Ok, hello, xin chào tất cả em đã ghé vào kênh của Khải nha. Khải chúc anh em xem video vẽ. Lần này Khải soi đồ của Quyền cho anh em xem. Đây là một giỏ đăng, nói thiệt với anh em, đây là một giỏ đăng no 1 server. Không có ai mà qua xếp đồ của HD vắt trở lại. Đây là Quyền, tên Sơn Gaming. Một xếp đồ Khải nói là cực kỳ chất luôn em ạ. Tại vì xếp đồ này là vừa lấy cái giải Võ Lâm Minh Chủ nha em. Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ hạng 1 server, được một set định quốc cực phẩm. Đó, vừa rồi thì đánh được top 5, Khải top 7. Đó, nói chung là Quyền thì đánh auto top này, không cần phải bàn nói rồi. Đây cho anh em xem qua set đồ cho anh em đỡ phải ghiêng, đỡ phải anh em chờ đợi. Đây, một vào tay cực phẩm đình quốc, một cái nón. Khải nói thiệt luôn, set đồ này cho gió đang mang thì khỏi phải bàn. Set đồ cực phẩm đình quốc, mắt ợp hoàn toàn, sinh lực mắt luôn. Đó, trời ơi, thiệt set đồ này gió đang đánh khỏi phải nói. Đó, set cực phẩm nha, chứ không phải set thường nha anh em. Set này set cực phẩm nha anh em. Set này là set cực phẩm chứ không phải set thường nha. Set này là gọi là tiền không đấy, không giỡn đâu. Trời ơi, set cực phẩm. Đây là set của Võ Lâm Minh Chủ server Hành Sơn. Đó là Hạo Thiên GK. Hạo Thiên GK đã đạt được và có thể là Quyền mua lại nha anh em. Đó, set đồ cực phẩm đỉnh quốc rất là đẹp. Đó, khỏi phải bàn. Set đỉnh quốc cực phẩm, max sinh lực hoàn toàn. Đây, gia chiền 12-30. Vũ khí 185, sinh lực 46. Rồi gì nữa không? Còn nhẫn với hai nhẫn với lại một ngọc bội. Ok, đợi chó một cái anh em. Ui cha. Đây, nhẫn chống 30, kháng họ, nhẫn là kháng lốc 25, sinh lực cao, và một ngọc bội 12-40. Đó, nói chung là cũng giữ lại một ít món đồ bên ạc đường môn về. Đó là giữ lại ngọc bội và gia truyền, ngọc bội gia truyền. Đó, còn lại mấy kia thì đồ mới hết. Còn bông tiêu này nó một server rồi, khỏi phải bàn. Bông tiêu này Quyền mua 17 triệu. Đó, quá chắc, khỏi phải bàn rồi. Chung set đồ này giỏ đang đánh khỏi nói rồi nè. Cái vũ khí này trời ơi, lột sang 185 dòng 1, dòng 1 dòng nào cũng được. Có thêm dòng sinh lực 46 là cho giỏ đang nữa. Nói chung giỏ đang này phải gọi là quá mắt châu nè, hàng 4 server. Đó, chung set đồ này quá chắc. Anh em có xem thì đừng quên ủng hộ cho HD Vắt Trở Lại cũng như Khải một like chia sẻ video nha. Đó, nói chung là set đồ này Khải nghĩ là đang cái nhẫn hơi cùi thôi. Nói chung là cái nhẫn vừa rồi là 930 thì Khải nghĩ cái nhẫn đó thì Quyền nên sắm lại đó, tại vì cái nhẫn đó không có gì cả, chỉ được hiệu ứng chón 30, kháng họ 9 và lại sinh lực thì không có, sinh lực có mười mấy 20 điểm thôi, chung là khá là thấp. Nhẫn đó chắc chắn với anh em là Quyền sẽ build lại cái nhẫn khác, chắc chắn là vậy luôn.